Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Anna Channel nhé. Hôm nay Anna đi hái rau để nấu cơm nhà. Đây, bạn Anna hôm nay định hái rau gì cho cả nhà ăn vậy? Hả? Anna? Bạn Anna định hái rau gì cho cả nhà ăn đấy? Nói cho các bạn nghe xem nào. Anna làm gì giật mình như vậy trời? Có được không? Có cần bố phụ không? À, bạn Anna ra vườn rau đây này. Rồi, bạn Anna hái rau gì đây? Anna thích ăn rau gì? Rau dền đỏ hay là rau cải ấy? Hả? Rồi, Anna hái rau dền đỏ hả? Anna hái cây cả ngọn đi chứ, hái từng lá một thế thôi hả? Như thế ăn mới ngon. Hái không? Mẹ tớ cũng thích ăn rau dền đỏ, tớ cũng thích ăn, tớ giống mẹ. Thế à? Bạn Anna giống mẹ, mà mẹ bạn Anna cũng thích ăn rau dền đỏ hả? Đây nè, đây còn đây là cái gì bạn Anna biết không? Cái gì đây? Cái đậu á, đậu và đậu xào hoặc là đậu gì, đậu cu ve nhớ chưa? Rất cả máy quay bạn ạ. Nhiều chưa? Đủ ăn chưa? Chưa đủ ăn nữa hả? Nhiều ơi là nhiều nữa. Ăn mình cũng ăn rau nhiều mà. Ăn mình giống như mẹ mình, nhưng mà không phải con của mẹ mình. Ủa vậy hả? Ăn rau dền đỏ là bổ cái gì nhỉ? Bổ máu không? Có. Đúng rồi. Cho mình hái tiết đi. Sao? Hái tiết có sao? Ừ, bạn hái tiết đi. Thế hôm qua Anna ngủ ngon không? Thế có mơ thấy cái gì không? Một con quái vật. Một con quái vật. Sợ không? Sợ. Chị lon to luôn. Lúc đấy con quái vật tìm ăn thịt các bạn. Ghê quá.
và mình sợ quá mình chạy đi mất dép luôn. Bạn hái hái rau dền mà như là hái rau à, hái à, hái rau mà như là hái hoa ấy. Xem được nhiều chưa, đủ ăn chưa, có cần bố hái phụ không? Không. Không á? Rau dền màu đỏ gọi là gì, tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Red. 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 Ủa nhưng mà màu này là màu tím mà. Ồ, màu tím hả? Purple. Purple, đúng rồi. Ừ ha. Cái đồ ăn rồi đấy. Hả? Mình thấy nhiều rồi đấy bạn Anna. Không, có ít cả. Ở trời ơi, ai cho một. Hái phụ bạn Anna mà. Ta cho một. Quả đỗ này để đây tí nữa ăn luôn. Không. Ờ đủ chưa? Để. Bỏ đây. Bỏ đây cho bố. Đủ chưa? Đi về thôi. Đủ. Rồi đi. Cho đủ thêm một. Cá nữa. Ừ, thêm một cá nữa đi. Giờ đủ rồi. Đủ chưa? Rồi. Bạn Anna đâu? Chia rổ rau cho các bạn xem nào. Rồi, bạn Anna đã đi về nấu đồ ăn nhá. Đi thôi là các bạn ơi. Rồi khóa vườn vào. Khóa vườn để làm gì nhỉ? Đúng rồi, không cho gà nó vô nó phá nhá. Cài vào. Cài được không? Làm xong nhớ phải cài vào, không là gà nó vô nó phá là tan tành vườn rau luôn, lần sau là hết rau ăn luôn, nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi, còn cái này nữa. Đậy vào cho gà con nó đỡ vào nữa. Ây da, ô lên. Rồi, hôm nay cũng khỏe dữ. Rồi, quên đổ rau luôn. Ấy. Đây. Ấy. Thôi bẩn rồi, vứt đi. Ừ, cái mũ tại vì để lâu rồi. Rồi các bạn ơi, Anna hái rau xong rồi. Giờ Anna về nấu đồ ăn đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký nhấn nút màu đỏ ở dưới để ủng hộ Anna nhé. Chào đi các Anna. Bye bye. Rồi, bye bye. Hehehe